Kính chào quý thính giả. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tôi xin gửi đến quý vị bài viết Nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, việc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau. Tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris, Pháp, di sản nghệ thuật xòe thái của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đầu cầu Việt Nam, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, cùng đại diện cộng đồng người Thái 4 địa phương đã chứng kiến giây phút khi nghệ thuật xòe thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái của Việt Nam khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003. Nghệ thuật xòe thái của Việt Nam thể hiện tình đoàn kết giữa các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nghệ thuật xòe thái của Việt Nam là một trong 48 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này. Hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thứ nhất, xòe thái đi kèm cùng với âm nhạc của các nhạc cụ như tính tẩu, kèn loa, khèn bè, trống, chiêng, trũng chọe, tí pập, bằng bu, mác hính. Cộng đồng người Thái cùng nhau gánh vác trách nhiệm và có vai trò khác nhau trong việc tổ chức thực hành xòe. Cả đàn ông và phụ nữ đều có thể là nhạc công trong các cuộc xòe. Xòe được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác trong cộng đồng tới tất cả mọi người, với mọi lứa tuổi và giới tính khác nhau. Trẻ em học xòe từ ông bà, cha mẹ, các thầy cúng truyền dạy xòe cho các con nuôi. Các nghệ nhân và những người thực hành xòe còn truyền dạy trong các đội văn nghệ, các trường phổ thông và trường nghệ thuật. Xòe phản ánh thế giới quan và vũ trụ quan của người Thái, được trình diễn vào dịp Tết đến xuân về, trong lễ hội, các cuộc vui, liên hoan. Xòe thái cởi mở cho tất cả mọi người không kể tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, nghề nghiệp và tộc người. Thứ hai, ở cấp độ địa phương, sự ghi danh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xòe thái, cũng như về di sản văn hóa nói chung của cộng đồng. Sự ghi danh sẽ thúc đẩy trách nhiệm trao truyền di sản giữa các thế hệ, và thực hành di sản trong đời sống đương đại. Ở cấp độ quốc gia, sự ghi danh sẽ nâng cao nhận thức về giá trị, và tầm quan trọng của những truyền thống vũ đạo tương tự trong các vùng khác ở Việt Nam. Sự ghi danh cũng sẽ tăng thêm niềm tự hào về bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam. Sự ghi danh khẳng định chính sách bảo vệ và tôn trọng các biểu đạt văn hóa. Ở cấp độ quốc tế, sự ghi danh sẽ nâng cao tầm nhìn về di sản văn hóa phi vật thể nói chung. Sự ghi danh tăng cường đối thoại giữa các đội văn nghệ và cộng đồng người Thái. Sự ghi danh cũng góp phần làm cho nhiều biểu đạt sáng tạo văn hóa được chú trọng. Thứ ba, các biện pháp bảo vệ được cộng đồng người Thái tiến hành một cách sâu rộng tại 4 tỉnh, nỗ lực của họ trong việc thành lập các đội văn nghệ và đóng góp cho công tác nghiên cứu và xuất bản sách về di sản. Các nghệ nhân truyền đạt tri thức về xòe cho người học và nỗ lực khôi phục một số điệu xòe. Chính phủ đã thông qua và sửa đổi, bổ sung luật di sản văn hóa, có cả một chương về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Chính phủ vinh danh các nghệ nhân và hỗ trợ về mặt tài chính, hợp tác tổ chức ngày hội văn hóa, hội diễn và hội thi. Nhiều biện pháp bảo vệ được đề xuất, bao gồm truyền dạy thông qua hệ thống giáo dục chính quy và không chính quy, nghiên cứu, kiểm kê và tư liệu hóa. Tất cả các biện pháp đều có sự hợp tác với các nghệ nhân và người thực hành. Những người đại diện cộng đồng cũng tham gia vào quá trình xây dựng hồ sơ ghi danh và nhận diện, đề xuất các biện pháp bảo vệ. Thứ tư, hồ sơ đề cử thể hiện sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong nghiên cứu, tư liệu hóa và kiểm kê vào năm 2017, 2018 và sau đó sửa lại hồ sơ vào năm 2019. Và có sự tham gia của cộng đồng trong việc chỉnh sửa. Quá trình làm hồ sơ có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các sở văn hóa thể thao và du lịch, kết hợp với đại diện của các đội văn nghệ ở các làng bản, huyện, thị trấn trong 4 tỉnh. Bản cam kết đồng thuận của cộng đồng được triển khai rộng rãi, phản ánh sự tham gia đông đảo của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân liên quan. Thứ năm, những thành tố khác nhau của di sản xòe được đưa vào
trong danh mục kiểm kê quốc gia vào những năm 2014 và 2016. Di sản được đưa vào danh mục kiểm kê của Ngân hàng Dữ liệu của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam vào năm 2016. Ngân hàng dữ liệu được cập nhật hàng năm dựa vào những số liệu của các dự án di sản văn hóa phi vật thể trong chương trình mục tiêu quốc gia, với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Ngay sau khi di sản được chính thức vinh danh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trang trọng tổ chức chương trình chào mừng sự kiện. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, xòe thái được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ làm tăng thêm nhận thức về tầm quan trọng của di sản trong việc kết nối giữa các cá nhân, cộng đồng người Thái và những dân tộc khác. Sự ghi danh càng làm tăng thêm lòng nhiệt tình của thành viên cộng đồng và người ngoài cộng đồng tham gia vào việc bảo vệ, gìn giữ và thực hành các điệu xòe.